Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tuyệt địa tại server S889. Và trận tâm ma này được chia sẻ với một người anh em, đó chính là Kami. Và cái trận tâm ma này thì nhân vật chính của chúng ta sẽ đi solo ghép team một mình nha anh em ơi. Và số đội trong bản đồ tâm ma chúng ta hiện tại chỉ có 23 đội thôi anh em ạ. Và bây giờ có lẽ chúng ta sẽ chờ đợi những con lính đầu tiên xuất hiện để farm kiếm thêm tài nguyên. Solo tâm ma tuyệt địa một mình là một việc hơi khó nha anh em ơi. Bởi vì tâm ma này thì anh em biết là trang bị họ lên rất lẹ. Và các khu vực thì nó nối liền với nhau. Do đó việc chạy map để hồi máu cũng rất khó. Đòi hỏi anh em phải thao tác nhanh tay. Và chúng ta phải có nhiều tài nguyên hỗ trợ nữa chúng ta mới có thể up được những team 2, team 3. Rồi tiếp tục farm để xem được gì không nào. Đó, một hai bình kim sáng dược luôn. Tuyệt vời, nhặt lẹ không thôi. Thiên nhẫn nó nhặt anh em ạ. Tôi sợ lắm, Thiên nhẫn vô nhặt cường hóa trang bị trung rồi. Chúng ta vẫn còn hai con lính tại khu vực số 10. Như vậy đã có hai đội lên bảng điểm số rồi. Chúng ta hiện tại đang còn 23 đội. Trận này mình sẽ cho anh em xem một chiếc tiêu dao. Phải nói là hổ báo cực kỳ anh em ạ. Rất là hổ báo. Rớt thêm một đội nữa, 22 đội. Chúng ta vẫn còn một con lính farm. Nốt luôn con lính này, mình sẽ bắt đầu di chuyển sang các khu vực khác. Không biết là tiêu dao đã có phục ma thạch tấn công chưa. Rồi lấm lé, trời ơi Thiên nhẫn. Rất may mắn chúng ta đã nhặt được cây ẩn thân anh em ạ. Tí nữa là Thiên nhẫn nó nhặt mất tiêu luôn. Rồi thất thám chết map, ẩn ly ẩn lệ anh em ơi, có boss. Như vậy khu vực số 11 chúng ta không có người chơi và có một con boss anh em ơi. Bây giờ tiêu dao sẽ di chuyển về khu vực số, đó là số 4 anh em ạ. Rất trống và chúng ta có tài nguyên rồi, ngựa cường hóa trang bị sơ. Một cái ẩn thân nữa nhưng mà chúng ta đã full rương rồi anh em ạ. Như vậy là nhân vật chính chúng ta quyết định bỏ kim sáng dược và lấy ẩn thân. Rồi, đã có thêm vài đội nữa lên bảng điểm số. Có team anh em ơi, đó là vỏ đen dương môn, một team cầm tay. Mình thấy vỏ đen vừa lượn xung quanh chúng ta. Như vậy tiêu dao buộc lòng phải rút lui. Đây là cuộc chiến sinh tồn bởi vì chúng ta vẫn chưa có đủ tài nguyên. Tiếp tục quay trở lại để chết boss và vẫn chưa có team nào ăn boss cả anh em ạ. Bây giờ nhân vật chính của mình sẽ quyết định làm gì đây, đó là di chuyển về khu vực số 9. Lại là một khu vực trống rồi, hiện tại tiêu dao của mình vẫn chưa có được bí kíp sơ nha anh em ơi. Chúng ta đã có được cường hóa trang bị trung, có bí kíp sơ rồi, tuyệt vời. Đó, ngon lành. Như vậy bây giờ mình hoàn toàn có thể đi cấu rỉa được với một số team. Ở phía sau chúng ta có 3 chấm đỏ lần anh em ạ. Tiêu dao tiếp tục quay trở lại khu vực số 11 để chết boss. Vẫn chưa có team về đây ăn boss. Đây rồi, đó là vỏ đen. Thất thảm anh em à. Có điểm hạ gục hay không? Có điểm hạ gục với vỏ đen rồi, vẫn còn một dương môn. Kẹo dương môn lại bị khống chế rồi. Bây giờ chạy hay lại tiếp tục đánh đây? Dương môn tiếp tục bắn rất khó chịu và chúng ta buộc lòng phải rút lui. Cắn máu để hồi máu anh em à. Tiếp tục quay trở lại khu vực số 4 để nhặt thêm một bình kiếm được. Nhưng không, dương môn quay trở lại rồi và chúng ta đã kết thúc được dương môn. Rồi, mình quay trở lại khu vực đó để tiếp tục chết rừng nha. Rất nhiều rương tại khu vực số 5 và chúng ta có một tiêu dao ngự phong ở đây. Nhưng mà nhân vật chính của mình dường như đang chơi tiêu dao du hồng và quyết định không đổi phái. Đây, tiếp tục chết tài nguyên, một bí kíp trung. Khi mà anh em nâng bí kíp trung, chúng ta phải nhớ là chúng ta phải đổi phái nha anh em ơi. Rồi, như vậy là nhân vật chính của mình đã quên đi một thao tác rất quan trọng khi chơi tiêu dao. Đó là anh em nâng từ bí kíp sơ lên bí kíp trung là chúng ta phải đổi phái. Rất nhiều tài nguyên đang đổ về cho tiêu dao. Và đây là cơ hội để cho anh em tiếp tục chiến đấu cái trận tâm ma này. Từ đầu trận đến giờ thì chúng ta chưa có được những tình huống giao tranh căng thẳng đúng không anh em ơi. Bởi vì vòng số 1 thì rất rộng. Và nhân vật chính của mình liên tục gặp rất là nhiều may mắn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị có chướng khí.
một thiên sơn treo nữa nè, kéo lại, lóc lên. Rồi, thất thám không được đó, thấy chưa? Cái tội không đăng bí kíp, nhớ nha, anh em xem xong cái trận này chúng ta nhớ rút kinh nghiệm nha anh em ơi. Câu thần chú anh em phải nằm lòng đó là khi chơi tiêu dao chúng ta phải nhớ là đổi đội phái để tránh bị lắc thất thám anh em ạ. Bây giờ tiêu dao quay trở lại khu vực số 4 để nhặt cái rương của Dương Môn. Ở đây có một bình kim sáng dược. Thấy chưa, mình nhớ mà anh em, nhớ hết luôn anh em ơi. Và như vậy chúng ta chỉ còn có 10 đội để tiếp tục chiến đấu cho vòng số 2. Bây giờ chúng ta cần phải di chuyển về khu vực an toàn. Rồi, chờ đợi ảo tượng xuất hiện thôi. Và mình tin chắc là sau khi ảo tượng xuất hiện thì chắc chắn chúng ta sẽ có những tình huống giao tranh xảy ra. Khi mà số lượng ô đã giới hạn trở lại và chúng ta có 9 đội thì không thể nào các chiến đội họ không thể di chuyển về ảo tượng được em ạ. Và ảo tượng cách chúng ta chỉ có một ô thôi. Cẩn thận, đó là một huyền thủy đang cắn máu anh em ạ. Huyền thủy là một cặp tay. Như vậy trên huyền thủy chúng ta có hai chấm đỏ lần lóc trượt rồi. Đó là thiên nhận. Thiên nhận đã lên 7 ít. Chúng ta có tiêu dao. Có lẽ mình cần phải căng cẩn thận. Cắn máu để hồi máu. Cẩn thận em ạ, tiêu dao cậu nè chúng ta. Huyền thủy và tiêu dao chung một team. Như vậy chúng ta buộc lòng phải rút trở ra cẩn ẩn thân và chờ đợi team này bạn mở tượng nào. Có một thiên vương tiêu dao nữa nè mà. Dương môn. Như vậy các team đang đổ về. Ta nói rùi mũi đánh nhau, quên trâu bò đánh nhau, rùi mũi nó hưởng ké đó anh em. Không làm gì hết trơn, mất khúc máu và chúng ta đã mất đi một lượng tài nguyên khá lớn nha. Hai cái ẩn thân và hai bình kim sáng dược. Rồi anh em có quay lại không? Chúng ta tiếp tục ẩn thân và quay trở lại ảo tượng. Bên này vừa có giao tranh đó là Trường Ca và Dương Môn. Có cả tàn kiếm nên em ạ. Huyền Thủy, Thiên Vương, rất nhiều team ở đây. Cơ hội nào cho chúng ta đây, lóc lên, lóc không. Một phát lướt vào đây mà, lướt vào, lóc lên, rồi nhảy ra thất thảm. Bị khống chế rất là khó chịu bởi cái một phải hệ kim. Như vậy là chúng ta đã sử dụng toàn bộ tài nguyên đã có. Một cái ảo tượng có rất nhiều team đổ về để giao tranh. Chúng ta vẫn còn vài giây nữa mới hồi chưa nè bạn. Nếu như lúc nãy chúng ta đổi về tiêu dao ngự phong, có lẽ chúng ta sẽ câu thể hơn. Kéo lại nè, lóc lên anh em ơi. Thật ra thì tiêu dao của mình chưa có đổi phái nên chúng ta đang bị lắc thất thám. Nếu như không lúc nãy chúng ta có một cái đoàn thất thám nó sẽ hiệu quả hơn nha anh em ơi. Wow, đây có một tiêu dao, một vỏ đen, một tiêu dao nữa. Họ đang cố gắng đuổi theo chúng ta. Hiện tại con boss thủ lĩnh đã xuất hiện rồi anh em ơi. Chúng ta vẫn tiếp tục di chuyển về khu vực ảo tượng. Lóc lên, không thất thám được rồi. Một phát lướt nữa tiếp tục đánh thường. Và như vậy là huyền thủy đã bị kết thúc. Và lần này chúng ta có mở thành công ảo tượng hay không? Có vỏ đen Trường Ca và một thiên vương lướt chạy anh em ạ. Như vậy là chúng ta đã thoát thành công, đó là một team 3. Wow, kèo này hơi khó cho anh em rồi. Đó là một team 3 có hai môn phái hệ thổ. Chúng ta đã hồi các kỹ năng. Một phát thất thám để chết má anh em ạ. Chú ý đội bạn có tàn kiếm và chúng ta đã mất né rồi. Tiêu dao đang thực hiện một vòng di chuyển để chờ hồi kỹ năng. Chờ hồi né anh em ơi. Lọc lên. Tiếp tục thất thám để kết thúc được không? Không có điểm hạ gục rồi anh em ạ. Một tiêu dao khác di chuyển vào bên trong. Rất căng thẳng tại khu vực ảo tượng. Và như vậy là ảo tượng đã được mở rồi anh em ơi. Wow, vấn đề mình đang quan tâm đó là không biết là đội bạn có đá hồi sinh hay không anh em ơi. Nhưng mà thiên vương đã yếu máu rồi. Thiên vương hết chạy nha. Chúng ta có lóc nhưng mà thất thám không được. Wow, lóc trúng luôn cả vỏ đen ẩn thân. Như vậy là Trường Ca đã cắn ẩn thân rồi anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ thu gom chiến lợi phẩm và như vậy là trong bản đồ chúng ta chỉ còn có 3 đội, đó là tiêu dao. Chạy thôi. Rồi, trận này anh em thấy là chúng ta có một cái pha giao tranh rất là kịch tính tại khu vực ảo tượng khi mà rất nhiều team đổ về đây và không thèm quan tâm đến sự tồn tại của quả thủ lĩnh. Nhưng mà có một vấn đề anh em cần rút kinh nghiệm trong cái trận này, đó là tiêu dao chúng ta đã bị lắc thất thám nha anh em ơi. Bởi vì nhân vật của mình đã quên chuyển phái.
Không biết ở đây là anh em quên đổi phái hay là chúng ta chưa rõ về cái tình trạng anh em nâng bí kíp bị lắc tắc thám. Nhớ nha, sau này chúng ta nâng từ ký bí kíp sơ lên bí kíp trung thì chúng ta phải thực hiện đổi phái để tránh bị lắc tắc thám. Và cả khi anh em nâng từ bí kíp trung lên bí kíp cao, chúng ta cũng phải đổi phái nha anh em ơi. Mình sẽ tìm một môn phái mình đổi qua, sau đó mình đổi ngược lại tiêu dao. Thì như vậy chúng ta sẽ không còn bị lắc tắc thám nữa. Tiêu dao chúng ta có lẽ đã không biết điều này. Theo mình đoán là không biết điều này, bởi vì chúng ta đã ấn liên tục những lần thất thám bị lắc và anh em vẫn chưa đổi phái anh em ơi. Hy vọng là anh em sẽ xem được cái video này. Bây giờ chúng ta đang còn 3 đội và tiêu dao sẽ bắt đầu di chuyển để chết tài nguyên. Đó là một môn phái thiên nhẫn. Như vậy là trong map này chúng ta có một thiên nhẫn. Khi mà anh em đối đầu với thiên nhẫn thì bắt buộc mình phải lên ngựa di chuyển liên tục nha anh em. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi chích tài nguyên. Mình thấy có bí kíp cao rồi. Đây, trường hợp anh em nâng từ bí kíp trung lên bí kíp cao thì chúng ta cũng phải thực hiện việc đổi phái để không bị lắc thất thám. Tiếp tục di chuyển về khu vực số 33. Có người, đó là một thiên nhẫn anh em ạ. Chúng ta có cường hóa trang bị cao, có một cái hồi máu và một cái tăng phòng thủ. Ngon lành rồi đó anh em ạ. Thiên nhẫn đang ở xung quanh chúng ta, kéo lại, chúng ta chưa có lóc. Thật thảm cẩu máu nhưng thiên nhẫn đã né tránh thành công. Bây giờ thì anh em ơi cần di chuyển về khu vực an toàn anh em ơi. Hình như là mình đang ở khu vực không an toàn à? Không, chúng ta đang ở khu vực an toàn. Có người, có chấm đỏ anh em à, mình vừa thấy chấm đỏ trong bản đồ này. Bây giờ thiên nhẫn sẽ làm gì để xử lý tiêu dao đây? Thiên nhẫn cần phải chờ đợi cho tiêu dao mất cái vòng vàng ở dưới chân nha anh em ơi. Đó là cái tăng phòng thủ anh em vừa mới ăn đó. Hoặc là thiên nhẫn có thay đổi sang Long Uy. Long Uy là môn phái có khả năng kết thúc tiêu dao rất lẹ. Không biết là thiên nhẫn có đổi phái hay không. Đây là một điều đáng lo cho tiêu dao chúng ta. Nhưng mà nếu thiên nhẫn đổi Long Uy thì mình có thể đổi Long Tước nếu như mình chạy thoát cái combo của Long Uy này mà. Như vậy chúng ta vẫn chưa có sự đổi phái và hiện tại vẫn còn 3 đội trong bản đồ. Cẩn thận nha anh em ơi, cẩn thận. Có chấm đỏ trên bản đồ rồi, mình đã phát hiện được chấm đỏ anh em ạ. Đây, tiêu dao và một minh dạo. Như vậy minh dạo đã bị kết thúc. Tiếp tục đó là tiêu dao cũng đã bị xử lý. Như vậy là hai môn phái này vừa chọn nhau. Và như vậy là trận Tama này đã kết thúc rồi. Và nếu như anh em yêu quý trận Tama này hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.